Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Israel dồn dập đưa quân vào Liban, Hezbollah oanh tạc dữ dội. Theo nguồn tin từ báo Dân trí, Hezbollah tuyên bố nhắm mục tiêu vào quân đội Israel tại hai ngôi làng biên giới phía nam Liban trong ngày 7 tháng 10. Theo tuyên bố của Hezbollah, các chiến binh của nhóm vũ trang này đã tấn công một cuộc tập hợp của lực lượng Israel ở Maral Orat bằng một loạt rocket hôm 7 tháng 10. Hezbollah xác nhận một số cuộc đụng độ ở khu vực Maral Orat trong vài ngày qua kể từ khi Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ có mục tiêu ở miền nam Liban. Hezbollah cho biết các chiến binh của lực lượng này tiếp tục oanh tạc một cuộc tập hợp của lực lượng Israel ở làng Blida bằng một loạt rocket và đạn pháo. Hezbollah cũng tuyên bố thực hiện một loạt cuộc tấn công vào miền bắc Israel, bao gồm hai cuộc tấn công ở phía bắc thành phố Haifa bằng một loạt rocket quy mô lớn vào các vị trí quân sự của Israel. Hãng thông tấn Xinhua dẫn các nguồn tin cho biết, lực lượng bộ binh Israel đã tiến vào làng biên giới Maral Orat của Liban trong ngày 7 tháng 10. Theo các nguồn tin này, ước tính có khoảng 50 binh lính Israel tiến đến Maral Orat ở miền nam Liban. Quân đội Israel đã mở đường cho cuộc tiến công bằng pháo kích và các cuộc không kích dữ dội nhằm vào hàng chục thị trấn và làng mạc dọc biên giới phía nam Liban, các nguồn tin cho biết. Theo các nguồn tin, quân đội Israel đã mở cổng sắt trên bức tường bê tông ngăn cách Liban và Israel, đồng thời lưu ý rằng hàng chục xe tăng của Israel đã được nhìn thấy tập trung gần đường biên giới với Liban, trong khi được máy bay không người lái và máy bay chiến đấu của Israel bảo vệ. Các nguồn tin cho biết khi các lực lượng Israel cố gắng tiến vào Liban tại nhiều địa điểm bao gồm Rarao, Al-Mu'assad, Owazani và Kafar Chobar, lực lượng Hezbollah đã đối đầu với họ và bắn rocket vào các khu vực mà lực lượng Israel đang tập trung dọc biên giới. Theo hãng thông tấn quốc gia Liban, Israel đã tiến hành một loạt cuộc công kích nhắm vào hơn 30 thị trấn và làng mạc ở quận Tai, gần bờ biển Địa Trung Hải, sau khi tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các địa điểm khác ở phía nam Liban. Quân đội Israel hôm 7 tháng 10 cho biết, lực lượng không quân nước này đã tiến hành các cuộc không kích rộng khắp miền nam Liban nhằm vào các vị trí của Hezbollah. Israel cũng tuyên bố sư đoàn 91 của quân đội Israel đã bắt đầu hoạt động tác chiến cục bộ và các mục tiêu ở miền nam Liban. Đây là sư đoàn thứ 3 mà Israel triển khai trong chiến dịch trên bộ ở Liban, sau sư đoàn dù 98 và sư đoàn thiết giáp 36. Trong ngày 7 tháng 10, Hezbollah đã bắn rocket vào Haifa, thành phố lớn thứ 3 của Israel, khi lực lượng Israel tăng cường tấn công vào miền nam Liban vào đúng ngày đánh dấu một năm cuộc chiến Gaza. Hezbollah tuyên bố nhắm mục tiêu vào một căn cứ quân sự ở phía nam Haifa bằng tên lửa Fadi-1 và tiến hành một cuộc tấn công khác vào Tiberia, cách đó 65 km. Hezbollah cho biết đã nhắm mục tiêu vào các khu vực phía bắc Haifa bằng rocket vào cuối ngày. Quân đội Israel cho biết khoảng 135 rocket đã bay vào lãnh thổ Israel trong ngày 7 tháng 10, khiến một số người bị thương. Tuần trước, quân đội cho biết các đơn vị thiết giáp và bộ binh chính quy đã di chuyển vào lãnh thổ Liban sau khi các đơn vị biệt kích vượt qua biên giới một ngày trước đó. Trong ngày 7 tháng 10, khoảng 100 chiến binh Israel đã thực hiện một làn sóng tấn công vào 120 mục tiêu ở miền nam Liban, bao gồm các đơn vị lực lượng đặc nhiệm Rawan, lực lượng tên lửa Hezbollah và chỉ huy tình báo của lực lượng này. Hoạt động này diễn ra sau một loạt cuộc tấn công nhằm làm suy yếu khả năng chỉ huy, kiểm soát và khai hỏa của Hezbollah, cũng như hỗ trợ lực lượng bộ binh đạt được các mục tiêu hoạt động của họ, quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố. Trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra trong khu vực, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Mitchell Eric Kuria đã đến Israel vào ngày 7 tháng 10. Tư lệnh Kuria và Tổng tham mưu Israel Hari Haliver đã tiến hành đánh giá tình hình tại Tel Aviv. Theo quân đội Israel, chuyến thăm của tướng Mỹ tập trung vào các vấn đề an ninh hiện tại, tập trung vào Iran và các mặt trận phía Bắc. Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Liban, bắt đầu bắn đạn dược vào miền nam Israel một ngày sau khi Hamas tiến hành tấn công miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Kể từ thời điểm đó, khoảng 60.000 thường dân đã sơ tán khỏi các thị trấn, làng mạc gần biên giới.
Đến nay, mục tiêu chính trong chiến dịch tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah là cho phép tất cả người dân miền Bắc trở về nhà sau hơn một năm. Chiến dịch này bắt đầu vào tháng trước và đã mở rộng thành một cuộc tấn công trên bộ trong vài ngày qua. Các cuộc tấn công tăng cường gần 3 tuần qua khiến 2.000 người ở Liban thiệt mạng, 8.000 người bị thương. Một giờ, Israel triển khai 100 tiêm kích không kích vào 120 địa điểm ở Lebanon. Theo nguồn tin từ báo giao thông ngày 7 tháng 10, quân đội Israel cho biết đã triển khai 100 máy bay chiến đấu tăng cường không kích vào khoảng 120 địa điểm ở miền nam Lebanon trong vòng 1 giờ. Theo tờ Guardian dẫn lời, quân đội Israel cho biết mục tiêu trong các đợt không kích lần này là các đơn vị thuộc lực lượng Hezbollah, bao gồm lực lượng Rawan chiến đấu ở mặt trận phía nam, lực lượng tên lửa và rocket cùng sở chỉ huy tình báo. Các đợt không kích nói trên diễn ra sau khi Israel thực hiện loạt vụ tấn công nhằm làm suy yếu năng lực chỉ huy, kiểm soát và hỏa lực của lực lượng Hezbollah. Bên cạnh không kích, Israel còn triển khai tới 3 sư đoàn tham gia chiến dịch trên bộ ở Lebanon. Quân đội Israel cho biết, sư đoàn 91 là lực lượng mới nhất được triển khai trong đêm 7 tháng 10. Được biết, sư đoàn 91 được cơ động lên phía bắc Israel từ 2 tuần trước và sẽ tham gia cùng hai sư đoàn 36 và 83 đang chiến đấu ở Lebanon. Bất chấp việc Israel tăng cường cường độ các chiến dịch quân sự, lực lượng Hezbollah vẫn tiếp tục phóng tên lửa về phía Israel suốt cả ngày 7 tháng 10. Giới chức Israel xác nhận khoảng 130 tên lửa Hezbollah phóng vào miền trung nước này. Quân đội Israel đã đánh chặn được một vài quả tên lửa, trong khi số còn lại rơi vào những vùng đất trống. Cùng ngày, lực lượng Hamas ở Gaza đã phóng loạt rocket về phía Israel và tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến nhằm làm suy yếu Israel, bất chấp việc quân đội Israel thường xuyên thông cáo khẳng định đã đánh bại Hamas. Trong khi đó, ngày 7 tháng 10, xe tăng của Israel đã tiến vào Jabalia, khu trại tị nạn lớn nhất tại Gaza, sau khi một thời gian bao vây khu vực này. Trong đơn giải truyền, quân đội Israel nêu rõ đang bước vào giai đoạn mới của cuộc chiến và Jabalia được coi là khu vực chiến sự nguy hiểm. Trước nguy cơ, Israel có thể thực hiện một đợt tấn công quy mô lớn nhằm trả đũa vụ Iran phóng gần 200 quả tên lửa đầu tháng 10. Giới chức Iran một lần nữa cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động thù địch của Israel trên đất Iran. Israel dồn dập hứng tên lửa, giáo hoàng lên án sự bất lực đáng xấu hổ. Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, Hezbollah vừa nã hàng loạt tên lửa vào Haifa, thành phố lớn thứ ba của Israel. Cùng ngày, một tên lửa đất đối đất được phóng từ Yemen vào miền trung Israel. Hezbollah tuyên bố đã tấn công một căn cứ quân sự ở phía nam Haifa bằng một tên lửa Fadi-1 và thực hiện cuộc tấn công khác vào Tiberia cách Haifa khoảng 65 km. Quân đội Israel cho biết tính đến chiều 7 tháng 10 đã có 135 quả đạn bay từ Liban vào lãnh thổ Israel. 10 trường hợp được báo cáo bị thương ở Haifa và 2 trường hợp bị thương khác được ghi nhận ở miền trung nước này. Quân đội Israel cũng cho biết một tên lửa đất đối đất được bắn vào Yemen vào miền trung Israel trong ngày 7 tháng 10 và đã bị đánh chặn. Vụ phóng tên lửa kích động hệ thống còi báo động khắp các vùng rộng lớn ở miền trung Israel khiến người dân phải tìm nơi trú ẩn. Quân đội Israel không cho biết lực lượng nào đã bắn tên lửa trên. Trong khi đó, không quân Israel tiến hành đợt ném bom mở rộng nhắm vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban, cùng với đợt tấn công có mục tiêu vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Chiến sự leo thang vào dịp tròn một năm ngày nổ ra cuộc xung đột giữa Hamas và Israel làm dấy lên lo ngại Mỹ và Israel sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông. Ngày 7 tháng 10, giáo hoàng Francis lên án điều ông gọi là sự bất lực đáng xấu hổ của cộng đồng quốc tế trong việc chấm dứt chiến sự ở Trung Đông. Một năm trước, ngòi nổ hận thù đã bị châm ngòi, bùng nổ thành vòng xoáy bạo lực. Giáo hoàng viết trong bức thư ngỏ gửi đến những người công giáo trong khu vực có vẻ ít người quan tâm đến điều cần thiết nhất và mong mỏi nhất: đối thoại và hòa bình. Bạo lực không bao giờ mang lại hòa bình. Lịch sử đã chứng minh điều này, nhưng nhiều năm xung đột dường như không dạy cho chúng ta điều gì, ông viết tiếp. Giáo hoàng Francis nhiều lần nói đến cuộc xung đột Hamas-Israel trong những tuần gần đây và chỉ trích gay gắt chiến sự quân sự Israel.
Ngày 29 tháng 9, vị giáo hoàng 87 tuổi chỉ trích các cuộc không kích của Israel vào Liban khiến lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng cùng những người khác. Giáo hoàng gọi đây là hành động vượt quá mức giới hạn đạo đức. Trước đó, giáo hoàng nói rằng những hành động của Israel ở Liban là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế làm mọi cách có thể để ngăn chặn chiến tranh. Trong bức thư ngày 7 tháng 10, giáo hoàng nhắn nhủ trực tiếp đến người dân ở dải Gaza. Tôi ở bên các bạn, những người dân Gaza, những người đã phải chiến đấu lâu dài và trong tình trạng khốn cùng. Các bạn luôn ở trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi hàng ngày, ông viết. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!